Hello, hello, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Tammy Love USA. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày thứ nhì chợ bông ở Phước Lộc Thọ khai trương. Nhưng mà hôm nay ngày thứ bảy các bạn, mưa quá trời mưa luôn, tầm tã luôn. Bởi vì mình đang đi ở phía bên trong Phước Lộc Thọ. Nhưng mà hôm nay thứ bảy thì phía bên trong Phước Lộc Thọ thì cũng thấy có đông đông người, nhưng mà ở bên ngoài mưa quá, vắng que luôn á các bạn. Hôm qua thứ sáu mình tới đây thì phía bên trong Phước Lộc Thọ thì mình thấy vắng. Hôm nay thứ bảy thì mình thấy đông đông một chút, nhưng mà lại là gặp trời mưa, ở bên ngoài thì lại vắng. Bạn nhìn phía bên tay phải của mình cũng thấy có nhiều người ngồi ăn. Giờ mình đang vòng vòng phía ở trên lầu, đi xem xung quanh trên lầu. Còn đây mà là mình đứng phía trên lầu, mình quay xuống ở dưới lầu cũng nhiều người ngồi ăn ở phía dưới. Giờ mình cũng đang đứng ở trên lầu mà phía trước mặt Phước Lộc Thọ.
nhìn ở phía dưới lầu của các bạn, trời mưa hôm nay á, vắng que ở dưới à, không có người đi phía dưới luôn. Mưa như vậy đâu có ai mà đi ra bên ngoài được các bạn. Cũng tội nghiệp cho những người bán bông ở dưới ha, hôm nay vắng que luôn, mưa cũng lớn nữa nha. Mình cũng đã xuống đầu và đang đi phía bên ngoài, phía trước Phước Lộc Thọ. Trời mưa như vậy nè các bạn ơi, chắc nghĩ hôm nay chợ đêm nó cũng vắng quá, ca nhạc thì cũng không có hát. Mưa như vậy ở đâu có hát được ca nhạc đâu. Mình sẽ đi qua bên phía khúc chợ đêm coi hôm nay chợ đêm bên đó như thế nào. Các bạn nhìn bên khúc khu chợ đêm nè các bạn, vắng tanh luôn á các bạn, có vài người leo que thôi đó các bạn. Hôm nay mình nghĩ chắc cũng không có bán được gì đâu, tại vì mưa như vậy đâu có ai muốn ra ngoài đường đâu. Gia đình mình chở chị mình từ Las Vegas qua đây chơi thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Hôm qua thứ sáu thì còn đi được chợ bông, chợ đêm. Còn thứ bảy hôm nay thì trời mưa dầm về cả ngày, không có đi được đâu hết á. Chợ đêm cũng vắng que, mà trời mưa như vậy á thì thôi chắc cũng không có đi được chỗ nào. Giờ chắc mình cũng trở về hotel thôi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xem hết video này. Mến chúc cả nhà mình có được một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Nếu cả nhà thấy thích video này, mong cả nhà bấm subscribe và ủng hộ cho mình nhé. Bye bye!